Đường Nguyễn Du là một trong những tuyến đường thường xuyên bị ngập lụt. Để giải quyết tình trạng này, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước hiện đại đồng bộ dọc hai bên đường Nguyễn Du, đoạn từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Công Trứ đang được đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục lắp đặt các cống đấu nối thoát nước qua đường. Được cái dự án mà làm mương thoát nước của đường Nguyễn Du này là bà con dọc đường này rất thuận lợi. Được đấy là vì là mưa tầu đó là một đêm nó tức là sửa mái lụt liền. Để dự làm sống cái mương đi là rộng hơn này, sâu hơn này. Mà như vậy là chắc chắn là cái thoát nước sẽ rất nhanh hơn. Đến nay là bên đơn vị thi công đang hoàn thiện các điểm đầu nối giữa các ngã tư và ngã ba để cố gắng hoàn thiện xong cho trước cái mùa mưa lũ để được lưu thông dòng nước chảy để thoát nước kịp thời cho người dân về đường đi lại, phương tiện đi lại cho thuận tiện. Không chỉ riêng tuyến đường Nguyễn Du mà hiện nay nhiều tuyến đường trung tâm khác của thành phố Hà Tĩnh cũng đang được các đơn vị thi công tập trung nâng cấp, chỉnh trang hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa lũ. Ngoài cái việc mà bố trí thời gian công tác hợp lý thì công trường còn tổ chức tăng ca tăng kíp, làm ngoài thời gian làm ngày thì công trường vẫn bố trí công việc làm đêm phù hợp với cái điều kiện thời tiết về ban đêm, mục đích là để đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian. Năm 2024, thành phố Hà Tĩnh thực hiện 30 dự án chỉnh trang và nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn. Để đảm bảo tiêu thoát lũ nhằm ứng phó với mùa mưa bão năm nay, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các cái công trình có liên quan đến cái hệ thống thoát nước của thành phố. Và yêu cầu là nhất là cái trong trước khi mùa mưa là việc đấu nối hệ thống thoát nước của thành phố trong thành phố là phải được hoàn thiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền thành phố Hà Tĩnh cùng nỗ lực của các đơn vị thi công, đến nay các hạng mục của dự án nâng cấp hệ thống thoát nước hạ tầng đô thị đang hoàn thiện theo kế hoạch, góp phần thoát lũ nhanh trong mùa mưa bão.